Tuyền xin thân mến chào buổi sáng toàn thể quý vị. Ngày hôm nay Tuyền sẽ chia sẻ đến quý vị cái này cũng hay lắm nè quý vị. Không biết là có nhiều quý vị đã biết là và đã nghe là bây giờ đó là người dân á ở nước ngoài á họ xài cái xe mà chạy bằng điện á rất là nhiều quý vị. Tại vì chính phủ họ cũng khuyến khích là mình nên xài điện để mà bớt ô nhiễm môi trường. Cũng như bây giờ nếu như mà ở các thành phố đó quý vị, thành phố lớn của Hà Lan, của Đức hay của Pháp, mà bây giờ mà mình sử dụng những chiếc xe mà chạy dầu hoặc là chạy xăng mà sau đời 2006 trở xuống là không được phép vào những thành phố lớn của các nước như là Đức, Pháp và Hà Lan. Ở Hà Lan thì Amsterdam hoặc là Rotterdam là những chiếc xe mà dưới năm 2006 đó thì họ sẽ, khi mà họ phát hiện được là họ sẽ phạt mình. Tại vì những chiếc xe đó họ nói là cũ rồi, chạy thì nó xả cái khói ra đó thì nó sẽ bị ô nhiễm môi trường nhiều hơn. Thành ra là họ cũng khuyến khích đó, là người dân nếu có thể được thì nên xài xe điện. Thành ra là bây giờ Tuyền thấy là người dân Hà Lan đó họ cũng xài xe điện nhiều lắm quý vị. Thì bây giờ ở trước mặt của Tuyền có hai chiếc xe này đang sạc điện nè. Thì ở khắp mọi nơi, ở những cái bãi đậu xe công cộng hoặc là những cây xăng ở khắp nước Hà Lan hoặc là các nước khác cũng vậy quý vị, là có rất nhiều cái trụ điện như vậy nè. Đó, Tuyền quay cho quý vị xem nha. Đó, cái trụ điện nè. Một cái trụ điện như vậy đó là họ làm hai cái ổ điện để mà mình sạc. Mà Tuyền nghe nói đó, mỗi một lần mà sạc điện như vậy đó, mình chạy được khoảng từ 300 đến 500 km xa được 500 đến 300 km, từ 300 đến 500 km. Nhưng mà có những lúc có những chiếc xe đó quý vị, họ ra đó thì vừa chạy điện mà vừa chạy xăng hoặc là vừa chạy dầu và có thể chạy ga luôn. Thành ra là cái đó rất là tiện. Ngày xưa đó thì hình như là chỉ có điện thôi, nhưng sau này á họ cũng làm xe vừa chạy điện vừa chạy ga hoặc là chạy xăng chạy dầu. Thành ra là cái đó cũng là tiện cho người dân đi xài. Chứ nếu mà xài điện không đó quý vị, lỡ mà ngoài xa lộ đó, quý vị biết không, trong những cái bãi đậu xe như vậy nè thì có rất là nhiều cái trụ điện như vậy để mà mình sạc xe. Còn nếu mà lỡ mà không có đó thì mình cũng phải chịu nằm đường đó quý vị. Thành ra là chỉ những cây xăng và những cái bãi đậu xe công cộng hoặc là những cái bãi đậu xe ở ngay chợ, ngay bệnh viện thì đều có những cái trụ điện như vậy. Thành ra cái đó là cũng tốt. Nhưng mà ngày xưa Tiền hay nói như vậy nè, hiện đại thì hay hại cái não của mình. Tại vì lỡ mà nó trục trặc cái gì đó thì cũng ngặt lắm quý vị. Mà thường xe chạy điện như vậy nè cũng mắc lắm nha, cũng mắc hơn là xe chạy dầu chạy xăng đó. Thành ra là những người sang đó thì họ hay xài xe chạy điện. Thì trên đường đi á Tiền thấy cái này cũng hay hay nè. Chắc có thể là nhiều quý vị ở nơi khác á chưa có thấy cái này, nhất là bà con mình ở Việt Nam á. Thành ra là Tiền chia sẻ cái này để cho quý vị xem nè. Đây là cái cột điện. Và cái bãi đậu xe này đó, mình nói tiếng công cộng, nhưng mà mình đậu ở đây á là mình phải trả tiền nha. Nếu như mà ở nơi nào mà mình đi đến cái nơi đó mà mình thấy là có một cái thùng này nè, hoặc là một cái bảng, hoặc là một cái bảng họ để là cái dấu này, để Tiền quay cho quý vị xem nè. Tiền nghĩ là ở Việt Nam mình không biết có hay chưa, nhưng mà thấy cái lạ lạ hay hay Tiền cũng chia sẻ cho quý bà con cô bác xem. Ở trước mặt của Tiền là cái ga hua rừng đó. Bây giờ Tiền đang đi lên cầu thang đó để mà Tiền đi về nhà. Tại bữa nay Tiền đi phố đó quý vị. Thì đây, Tiền xin chia sẻ cho quý vị, quý bà con nè. Ví dụ như mà ở Hà Lan hay bất cứ nước nào cũng vậy, mình đi đến đậu xe mà mình thấy cái bảng này nè, để chữ B. Họ để chữ B và có cái dấu tiền mình bỏ vào trong cái đó, là bắt buộc mình phải kiếm cái trụ này để mà mình bỏ tiền vào. Quý vị biết không, ngày xưa mình chỉ cần mình bấm nè một cái ngày nè, ở đây đậu rất là rẻ, một ngày 2 đồng 70 cent thôi. Một ngày 2 đồng 70 cent thôi, tại vì cái bãi đậu xe này là của cái bệnh viện đó. Trước mặt Tiền là cái bệnh viện Hua Rình nè. Đó, trước mặt Tiền là cái bệnh viện Hua Rình. Thành ra là cái nơi đậu xe này nó rẻ. Còn nếu quý vị vào trong phố Hua Rình đậu đó, một tiếng đó hình như là trên 6 đồng quý vị, trên 6 euro. Mà ở hết ở cái bãi đậu xe này đó, Tiền thấy tổng cộng là khoảng 5 cái cây mà mình bỏ tiền như vậy đó. Còn nếu mà nơi nào mà họ không để cái bảng mà bỏ tiền như vậy thì mình phải xem ở dưới cái chỗ mà mình đậu xe đó. Nếu mà có cái, ví dụ như cái chỗ đậu xe nè, cái lằn gạch của nó màu trắng nè. Đó, quý vị thấy ở đây là lằn gạch màu trắng, thì mình bỏ cái tiền đó. Còn nếu ở dưới cái màu trắng này mà nó làm màu xanh
thì mình phải có một cái thẻ. Mình mua cái thẻ đó ở trong cái bưu điện nó bán á, người ta bán á, thì một cái thẻ đó có 2 đồng mấy thôi. Thì mình dặn cái giờ, ví dụ mình đến đây là lúc 11 giờ thì quý vị dặn lên là 11 giờ quý vị để. Nhưng mà có những nơi á, họ chỉ cho mình đậu 2 tiếng thôi quý vị. Quý vị phải canh đúng 2 tiếng, quý vị ra quay cái mũi tên đó lại cái giờ mà mình đang quay. Chứ nếu không á là mình cũng phải sẽ bị phạt đó nha quý vị. Thành ra là ở đây đó là người dân á là họ lúc nào họ cũng sợ bị phạt á, thành ra là họ chấp hành đúng luật lắm. Cái đất nước Hà Lan thì đi đâu quý vị cũng thấy xe đạp, tại vì xe đạp giống như là một cái biểu tượng của nước Hà Lan đó. Khi mà ai nhắc đến nước Hà Lan thì mọi người nghĩ đến là xe đạp nè, cối xay gió nè, phô mai, rồi những cánh đồng hoa tulip. Thành ra là bất cứ đi nơi nào quý vị cũng thấy có xe đạp. Ở nơi đây nè là cái nơi mà người ta đậu xe để mà người ta đi xe lửa, người ta đi làm các cái tỉnh khác đó. Thành ra là quá trời xe đạp luôn nè. Ngày xưa đó thì họ không có làm những cái máy trái này để mà che xe đạp đâu. Nhưng mà sau này họ làm những cái máy trái này để mà mình để xe đạp dưới đây nó không bị ướt. Thì cái khu này quý vị thấy rất là đông xe đạp luôn. Đó. Mà mình để xe đạp ở đây không có bị mất tiền quý vị, không có bị trả tiền. Còn cái bãi đậu xe ở đây á, xe hơi nè, thì trả một ngày là 2 đồng 70 cent. 2 đồng 70 cent là cũng rẻ đó. Thành ra là thường mình đi ra đây á là ít khi nào mà mình có chỗ để mình đậu xe lắm. Tại vì quý bà con á, đi đến đây nè, đậu ở đây ngày 2 đồng 70. Rồi cái sau đó cái mình đi lên trên đây nè. Đó. Sau đó mình đi lên cầu thang này. Thì lên cầu thang này mình bước bên kia là có xe lửa nè. Xe lửa qua bên đó tí xíu thôi, tiền cũng đi qua bên đó đó. Rồi mình đi xe lửa, mình đi Amsterdam, đi Utrecht, đi Rotterdam, hay là đi về dưới nhà tiền. Thành ra là cũng tiện lắm. Nên bên này tiền kéo cái giỏ này, nếu mà tiền kéo cái giỏ này á, mà tiền đi lên trên cái cầu thang này á, thì đi rất là mệt. Thành ra là họ có làm cho mình là cầu thang máy, để tiền đi đến cầu thang máy cho quý vị xem nha. Cái thùng vàng vàng ở trước mặt của Tuyền á, là cái thùng này là mình sạc thẻ xe lửa nè. Nếu như mà cái thẻ xe lửa của mình mà gần hết tiền đó thì bắt đầu mình đến đây mình sạc. Tại vì tiền có cái thẻ xe lửa là xài cho 40% giảm, giảm giá được 40% đó. Thì khi mình để cái thẻ vô đây thì nó kêu một cái tiếp, sau đó hiện lên trên này, mình muốn sạc bao nhiêu tiền thì mình bấm vô, mình trả tiền cắt hay là trả thẻ. Nếu mà trả tiền cắt thì mình cho vào lỗ này, còn nếu mà trả thẻ thì mình cho vào đây, hoặc là mình chỉ cần mình kê cái thẻ vào đây thôi thì mình sạc vô 20, 50, 30 đồng gì đó rồi mình đi. Đó. Cái thùng vàng vàng này, nếu mà mình không có kéo đồ thì mình đi trên cầu thang chân này, còn tiền có kéo cái giỏ này thì tiền sẽ đi cầu thang máy. Đó, trước khi lên xe cầu thang máy tiền sẽ đeo cái khẩu trang vô. Rồi đến đây nè, tiền bấm cái cầu thang máy nè. Những chiếc xe mà scooter thì họ đậu trong này, ở trong đó thì xe đạp. Chỗ nào mà để dành cho xe đạp thì những chiếc xe này không có được phép đậu trong đó quý vị, họ phải đậu ở đây. Ở đây thì cái cầu thang máy này nó dơ, tiền thấy nó quá dơ. Có những nơi cầu thang máy sạch lắm, nhưng mà cái thang máy ở đây thì thấy hơi dơ nè. Bấm cho nó xuống. Tiền vô trong tay, tiền có kéo cái giỏ này. Đó, bây giờ tiền lên tầng 1 thì phải bấm số 1 nè. Ở đây họ ra những cái giỏ này cũng tiện lắm quý vị. Khi mà mình đi mình xách đồ nhiều đó, hay là mình bắt đầu mình đi chợ mình tính toán mình mua những cái gì đó, thì mình kéo cái giỏ này mình đi thoải mái hơn là mình cứ quải trên vai, xách trên tay thì nó đau nhức tay lắm quý vị. Đó, hồi nãy tiền đứng ở dưới đó đó. Nó nói hồi nãy tiền đứng ở dưới đó. Bây giờ tiền lên đây rồi. Thì cái ga hua rình nằm đây nè quý vị. Để tiền quay từ trên cao xuống cho quý vị xem nha. Đó. Từ trên cao tiền nhìn xuống cái ga hua rình nè. Tí xíu nữa tiền đi chiếc xe màu xanh xanh trắng trắng đó đó. Còn chiếc xe mà xe lửa mà màu đen đen này nè, thì chở khách du lịch. Cứ vào mùa xuân bắt đầu chiếc xe lửa này mới chạy quý vị. Đó. Còn hồi nữa tiền đi chiếc xe xanh xanh trắng trắng kia kìa. Thì khi mình lên trên này nè, thì mình đi bên tay phải nè, lúc nào mình cũng đi bên tay phải. Thì ở đây họ có làm cái lồng ở đây để cái
giống như cái máy chín á, để mình đi không có bị ướt trời mưa đó quý vị. Thì từ đây nè quý vị, bước qua bên kia là phố Hồ Rình bên kia rồi. Nè, cái hướng này là đi về Amsterdam. Cái hướng này là mình đi xe lửa về Amsterdam. Còn cái hướng mà bên tay trái của Tuyền nè, đó, cái hướng mà bên tay trái của Tuyền á là Tuyền đi về nhà của Tuyền. Bây giờ Tuyền đi hết cái này là bên kia là phố Hồ Rình nè. Để Tuyền đi đoạn nữa Tuyền quay cho quý vị xem. Đó, họ làm này tiện lắm. Gió này lạnh nhưng mà mưa thì không có bị ướt. Đó, bây giờ nếu mà Tuyền muốn đi xuống xe lửa đó thì Tuyền đi hướng này cũng được nè. Đó. Còn nếu mà ai mà muốn đi phố đó, thì mình đi hết cái đoạn đường này. Đó, nếu mà mình đi phố mình đi hết đoạn đường này. Đó. Thường Tuyền với bé Linh hay đi phố về đó hay xuống dưới này nè. Còn đây cái dấu hiệu Hồ Rình nè quý vị. Đó, cái dấu hiệu ga Hồ Rình nè. Đây là ga Hồ Rình đó. Tuyền hay đi phố vào ngày thứ bảy á, là Tuyền hay đi phố Hồ Rình. Đó, đến đây là bắt đầu mình vô phố nè. Mà nếu mà mình vô phố trong này á, mà mình đậu xe đó thì mình trả tiền một giờ đó là hơn 6 euro một giờ. Nếu mà trễ một chút thôi là mình sẽ bị phạt là từ 100 đến 200 euro đó. Còn bên tay trái của Tuyền là có trạm xe bus nè. Trạm xe bus này là quý vị đi về Amsterdam, đi Zandam, đi về hướng ở dưới là Leeuwarden. Đó. Rồi đến đây Tuyền cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu ra xem kênh YouTube của Tuyền cũng như ủng hộ gia đình nhỏ của Tuyền trong suốt thời gian qua nhé. Và ủng hộ luôn cái kênh YouTube anh Lê Bảo cuộc sống miền Tây của Tuyền cũng như là bé Linh Mai Lê. Tuyền xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị thật nhiều nhé. Đó, chiếc xe bus này chạy đi Amsterdam nè. Bây giờ Tuyền đi ngược trở lại, Tuyền xuống xe lửa. Đó, bây giờ Tuyền xuống bên dưới nè. Đi xung quanh ở đây mình ngắm những cái xe lửa mà chạy cũng thích lắm quý vị. Đó, xe lửa đang đến đây nè. Đây là ga xe lửa Hồ Rình. Mừng là ngày hôm nay trời ấm quý vị ơi. Hôm qua với mấy ngày trước nữa đó thì thời tiết lạnh lắm. Nhưng mà mừng là ngày hôm nay trời ấm áp. Đó, mọi người đang ngồi chờ xe lửa nè. Nếu mà trời lạnh mà gặp gió nữa nha là ngồi đây lạnh cống luôn đó quý vị.